Cũng lông hả? Lông. Lông hay tắc kè, kè u mà không? Con ế luôn. Trời ơi ghê quá à. Nhìn giống con thằng lằn quá à. Thôi con thì còn thấy ghê hơn. Ủa con khủng long nào mà chả ghê? Nhìn nó giống bò sát á. Ủa chứ mình sợ thằng lằn mình chọn tên đội tắc nghèo hoa. Ủa chứ mình sợ thằng lằn mình chọn tên đội tắc nghèo hoa. Không hiểu luôn á. Con đã sẵn sàng rèn ý chí cùng thể thao. Chiến binh Tí Hon 20:45 thứ hai hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Chiến binh Tí Hon đã sẵn sàng. Đưa tay lên cao nào, hey. Là cái hông nào đang nâng cao đuôi, dân đồng vui thật vui, hey. Xoay 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 cổ trời, xoay 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 móng tay nào, nhảy 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 lên nào, thấy đồng vui thật vui. Chào một ngày mới, mình cùng nhau hăng say. Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe dồi dào, đừng sợ bị ngã, đứng lên nào bạn ơi, dùng càng nhiều hơn nữa đi, khó khăn là gì? Chúng ta là những người khổng lồ đang nấp trong những thân hình nhỏ bé, không lùi bước, ý chí tiến lên, cùng nắm tay đi hết hành trình. Hôm nay sẽ có những khách mời đặc biệt mang đến những thử thách thật đặc biệt cho các chiến binh Tí Hon. Xin mời sự xuất hiện của các khách mời. Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy? Lần này thì Lê Lộc được nhận nhiệm vụ là hỗ trợ chị Mèo. À, vì chị Harry có lịch làm việc riêng nên là Lê Lộc hỗ trợ một cặp này. Đỡ tay đi! Tiếp, hay quá. Chạy đi luôn. Tiếp. Đứng chờ chú nãy giờ nè. Chưa gì thấy khách mời, tôi hứa hẹn một ngày hôm nay là quay phim chạy mệt nghỉ. Thôi xin giới thiệu với mọi người, mình tên là Quách Công Lịch. Hiện tại mình đang là vận động viên điền kinh của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện tại thì Lịch cũng đã thi đấu tại SEA Games cũng 6 kỳ SEA Games rồi. Và cũng giành được 1 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Bộ thành tích rất là đáng nể. Mình cũng đã từng đi thi ASEAN, nhưng mà đấu trường châu Á như ASEAN thì nó rất là khó khăn. Và trong năm nay cũng có kỳ ASEAN tại Hàng Châu, Trung Quốc, mà Lịch đang phấn đấu để mà tham dự ASEAN. Cho hỏi tại sao hôm nay Lê Lộc có mặt ở đây ạ? Dạ thì thật sự là nói về thể thao thì Lê Lộc rất là thích. Tại mình cũng có máu thể thao. Mình ở nhà là mình thường hay tập luyện các môn thể thao như là yoga nè, bơi lội nè, gym nè. Nhưng mà chưa bao giờ thử sức với điền kinh hết. Mà nghe đồn là hôm nay chương trình có cái anh dò dài lắm. Dạ. Dò dài. Chân em, chân dài. Thì đó thì nói chung là cũng muốn đến làm quen với ảnh và muốn thử sức mình coi sao. À, dạ. Là dạ. Em thử sức bằng cách là nãy em chạy đua với ảnh. Dạ, em nghĩ là em sẽ gọi là mình có thể lực mà.
mình chạy sẽ họ không thua gì ảnh đâu. Cuối cùng thì chị nói là chương trình phải bưng bình oxy ra cho em. Nhưng mà cho hỏi cái là nãy anh Lịch đó, anh dùng bao nhiêu sức ở trong cái phần chạy nãy? Thực ra là mình cũng như là chạy việt dã thôi, chứ chưa phải là 100% sức. Chạy việt dã đó Vàng ơi, anh đang chạy ngắm cảnh đó. Anh đang chạy đó, thấy chưa, người ta chạy như vậy việt dã thôi. Hôm nay Lịch sẽ giới thiệu lại cái nội dung thi đấu của mình hôm nay. Các bạn nào muốn chạy thử với chú Lịch không? Ai cũng muốn hả chú ơi? Rồi bạn nào muốn chạy thì mình phải đứng vô hàng đàng hoàng lại nè. Hàng nào đó, bạn nào muốn chạy đứng vô hàng đàng hoàng lại nè. Trước khi bắt đầu thử thách hôm nay, các chiến binh tí hon hãy cùng khởi động với chú Quách Công Lịch nào. Khởi động toàn thân là một bước cực kỳ quan trọng trước khi bắt đầu thi đấu và luyện tập, nên hãy luôn ghi nhớ các bạn nhé. Xin mời các đội về chỗ của mình để mình phổ biến luật chơi. Bây giờ hiện tại là có 3 đường chạy. Người chạy đầu tiên của các đội và người chạy thứ hai là sẽ chạy theo ô chạy của mình. Nếu các bạn mà chạy sang ô bên cạnh hoặc là dẫn vào vạch thì các bạn sẽ bị phạm quy và sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Và bây giờ sẽ mời các đội đưa các vận động viên của mình về vị trí. Trọng tài ơi, cho có ý kiến một xíu là bạn Trúc Chi bây giờ, bạn Đức thì có thể chạy được nhưng mà bạn Trúc Chi bây giờ sốt rồi. Bạn đó chạy không nổi. Bạn Đức bây giờ bạn có thể cố gắng hộ cho bạn Trúc Chi được không? Thấy vậy lúc chắc phải để làm anh với Dạ Khánh quá à. Đức mệt rồi, nay Đức mệt rồi. Ủa Đức, hôm nay con thấy sao vậy? Nó bị nhức giò đúng không? Làm anh. Nè bóp vô đỡ hơn đúng không? Làm anh. Con thì chạy hai vòng hỗ trợ bạn nhé. Cố lên nhé. Nào, cố lên. Ban tổ chức xin điểm danh vị trí tham gia hạng mục đồng đội tiếp sức 8x100m. Rồi các bạn còn lại đứng xích vô nè, đứng xích vô đây. Các bạn còn lại đứng tại chỗ, chỉ một mình Thư chạy theo thôi. Nào đi nào, rồi đi. Đó, nào cô nào. Rồi đúng đấy, đến đây là trao gậy cho bạn nhá, ví dụ vậy. Rồi đến đây đưa gậy cho bạn, ok. Con nhớ nhá. Con chạy thứ hai. Con chạy thứ hai, con chạy nhanh nè. Mình sẽ sắp sao ta? Vô đây cô bạn cái tiếp sức nè. Rồi. Cô cần một bạn chạy nhanh. Bây giờ Khôi cho bạn chạy cuối, tại ở cuối có mấy bạn chạy nhanh. Nhưng mà cô cũng cần một bạn chạy nhanh để đứng giữa. Dạ con. Con ha, con chạy nhanh nha. Rồi, Khánh Vân sau đó tới Bảo Ngọc. Rồi Khang. Rồi tới Khôi. Cố gắng nha con, tại vì nếu như mà được thì các bạn chạy nhanh phải ở giữa để mà chúng ta rút ngắn khoảng cách đó, hiểu không? Mình phải có chiến lược. Bảo Nguyên ơi, con là chạy đầu tiên đó nhớ không? Đúng cái làng của mình. Sau đó tới Mai Chi xong là tới bé Kem. Anh Đức anh xếp vị trí sẽ là vị nhì với cả vị nhất. Thì hay con để lại cái vị trí đấy đi. Rồi, vậy Đức bữa trước anh xếp làm sao? Còn lại đây hình xanh kỳ rất lớn nhỏ. Ừ. Mình theo sát được cái hũ. Đúng rồi. Xong rồi cuối chạy nhanh thì mình mới vượt lên được. Đức đi đầu. Xong là nguyên một cái đoạn giữa là chia ra cho bốn bạn này. Con đi thứ ba. Con phải con đi cuối. Cuối cùng là Simba đây. Simba chạy cực nhanh luôn. Ủa con sợ? Ủa Lâm Anh? Con sợ Simba hả? Lâm Anh, cái quan trọng là con phải chạy hết sức của con. Đừng quan tâm ai hết, đừng nghe ai hết. Anh Đức, anh nghĩ chắc nhanh hơn Simba. Không con. Con kêu này tao bay kêu khác thôi. Nghe cô nói nè. Con đâu có đi một đâu, con đi một đội. Quan trọng là đội thắng mà. Con quan trọng Simba làm cái gì? Bây giờ Simba giỏi hơn con đúng không? Mà ví dụ ngày hôm nay con chạy tốt hơn, con giỏi hơn Simba thì sao? Sao con phải sợ Simba? Con chỉ cần suy nghĩ về bản thân con thôi, đừng suy nghĩ về Simba nữa. Sẵn sàng. Chưa? Đi vệ sinh hả? Mắc lắm không? Rồi vậy đi, lẹ. Đi qua đây, dẫn đi số 2. Nhanh, Gia Khánh hết giờ. Bây giờ ai mất toilet đi liền.
nào chuẩn bị nhá. Sẵn sàng. Được mặt liền bây giờ không chị? Cho em mặt liền được không? Mặt gì vậy? Ê, khoan nha. Cái này á, nghĩ là mặt bắt chạy bộ nè nha. Tôi nghi không cho chạy bình thường đâu, bắt tụi mình mặc cái này là chạy nè. Sao hả? Con bên thiện kìa. Cái gì vậy? Con gì vậy? Cũng lông hả? Lông. Lông mày tắc kè, mày u mặt không? Con quá thùng. Trời ơi, ghê quá à. Nhìn giống con thằng lằng quá à. Ôi con thì còn thấy ghê hơn. Ủa con khủng long nào mà chả ghê? Nhìn nó giống bò sát á. Ủa chứ mình sợ thằng lằng mình chọn tên đổi tắc nghèo hoa. Ủa chứ mình sợ thằng lằng mình chọn tên đổi tắc nghèo hoa. Không hiểu luôn á. Chiến binh Tí Hon 20:45 thứ hai hàng tuần, xem sớm nhất trên sự ứng dụng giải trí Vion.